nuôi ba ba rất là khoa học và kỹ thuật. Con giống ở đây nó rất đều, khỏe ạ, làm ăn có uy tín, rất là quyết đoán người chăn nuôi. Trước đây thì thực sự mình không tin, nhưng đến giờ phút này thì sau tất cả thì mình tin. Xuất bán 20 đến 30 vạn con ba ba giống cùng 7 đến 8 tấn ba ba thương phẩm ra thị trường mỗi năm, doanh thu hàng năm lên tới 3 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, người đàn ông này còn giúp hàng nghìn nông hộ trên khắp cả nước phát triển kinh tế. Niềm đam mê với con ba ba đã biến cậu thanh niên ngày nào trở thành vua ba ba của làng Thần Quy. Mình thì xuất thân là gia đình nông dân, bố mẹ là thuần nông cả mà gia đình là cũng điều kiện kinh tế là không hề có. Mình chỉ học hết lớp 9 là mình đã nghỉ rồi. Khi 15 tuổi là mình đã đi Lạng Sơn, sau đâu đấy mình vào Lam mất 7 năm. Và năm 2004 là bắt đầu mình quay về, mình nuôi, bắt đầu vào mục đích trang trại của mình. Vấp phải 2 năm dịch cúm gia cầm H5N1 đầu tiên mình thất bại. Và năm 2006, 2007, 2008 thì tiếp tục mình phải rời quê hương. Mình đi làm từ Phụ Hồ, rồi đến mình đi làm đá ốp lát. Thực ra làm trong các ngành nghề, trong cái thị trường lúc đấy và đến bây giờ nó cũng vẫn là kiếm được tiền cả. Nhưng mà nó không là trong cái lĩnh vực mình đam mê. Mình rời bỏ hết thì mình quyết tâm mình về, mình làm trang trại. Bôn ba nhiều năm, trải qua đủ ngành nghề nhưng với anh Vũ Văn Lai, thôn Thần Quy, xã Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội, niềm đam mê lớn nhất là nuôi ba ba. Loài bò sát mà chỉ cần ăn những thứ rẻ tiền nhưng lại tích lũy trong mình những giá trị dinh dưỡng lớn lao và bổ dưỡng. Năm 2018, tình cờ trong một lần về quê, anh Lai nhận thấy nguồn thức ăn cho ba ba đang rất dồi dào, trong khi giá bán ba ba thương phẩm lại ở mức rất cao, người nuôi thì cũng ít. Chàng thanh niên ấy quyết định về quê lập nghiệp một lần nữa. 2008-2009 mình về thì mình nhận thấy là cái đồng đất là bây giờ là người nông dân người ta không còn quá thiết tha nhiều, bỏ hoang rất là nhiều và rất là lãng phí. Cái thứ hai nữa là cái dịch ốc bươu vàng và dịch cá rô phi nó rất là tràn lan, là mà nếu mà cái nguồn mà mình mua nó rất là rẻ, thậm chí nó chỉ có 1.000-2.000 một cân, nên mình cũng nằm đắn đo suy nghĩ là dùng cái con gì để nuôi các cái con địch hại đấy. Nên là mình thấy nuôi con ba ba nó rất là phù hợp. Suy nghĩ là vậy, nhưng ý định của anh lại vấp phải sự phản đối của tất cả các thành viên trong gia đình. Bảo là thôi để đào trại lên để làm, nhưng là thực sự nó lúc ý là vợ chồng với công lợn mới thoát. Thế là cứ bảo là thôi bây giờ thì cũng cố gắng, mẹ con nhỏ thì bảo anh là nói thật là đầu tiên là mình không tin tưởng. Nên mình bảo là thôi không, đừng có kiểu làm. Con tôi nó có cái đam mê về cái động vật này rất nhiều rồi. Các cái loại con cũng đã tham gia rất nhiều các cái con. Cho nên là thất bại cũng có, thành công thì chưa thấy lớn nhưng mà thất bại thì nhiều. Không ai ủng hộ thì cái nguồn vốn không hề có. Mình phải ra mình ở trại này 2 năm một mình. Đấy, để bảo vệ cái lập trường và cái bảo thủ của mình là mình phải ở đây mất 2 năm. Vay mượn được 20 triệu đồng, anh Lai quyết định thuê 700 m2 đất nơi đồng trũng để làm trang trại. 100 m2 trong đó được anh dành để nuôi ba ba. Ít vốn nên ban đầu anh Lai chỉ mua được 20 con ba ba gai một tháng tuổi. Bao nhiêu hy vọng đều gửi gắm vào đây. Chăm sóc chu đáo, nhưng chỉ sau vài tháng nuôi, đàn ba ba của gia đình anh Lai bỗng nhiên bỏ ăn, chậm chạp. Bản thân mình lúc đấy cũng vậy. Thiếu kiến thức và thiếu nhiều cái thông tin và cái sự đầu tư về thời gian, về tiền của, tiền bạc là nó không đến nơi đến chốn. Nên thứ nhất là xảy ra là cái dịch bệnh. Bản thân mình nhiều khi mình cũng nghĩ là liệu mình làm nó đúng chưa. Ba ba chết, nguồn vốn cạn kiệt. Những tưởng anh Lai sẽ không thể tiếp tục kiên trì. Nhưng trái với suy nghĩ của tất cả, tìm đến những người chăn nuôi ba ba giàu kinh nghiệm, cùng đọc mọi tài liệu liên quan để tìm hiểu nguyên nhân là cách làm của anh Lai. Anh biết rằng chế độ dinh dưỡng cùng biện pháp xử lý môi trường cho ba ba nuôi của anh chưa chuẩn. Anh quyết định phải làm lại một lần nữa. Cái thời điểm là mình đi làm để mình duy trì trang trại và phát triển trang trại ấy, là nó rất là vất vả. Nên có thời điểm mình đã phải vay lãi rất là cao.
vì kinh tế nó không, chung là cũng không có, thì nghĩa là cứ anh ấy cứ đi làm, nghĩa là tóm lại là cứ vừa trang trại xong lại vừa đi làm thêm, làm đá xây dựng ở ngoài này, đi ốp này, rồi nói chung là nhiều lắm. Thấy chồng kiểu cũng vất vả đấy, nhìn nó khổ lắm. Thế thôi thì mình cũng là vì vợ, vì chồng, thì thôi thì chồng khổ thì mình không đành. Rút kinh nghiệm từ lứa nuôi đầu tiên, đồng thời sáng tạo ra những bí quyết chăn nuôi riêng, đàn ba ba của anh Lai dần dần ổn định. Đây là thức ăn cho ba ba thương phẩm chất lượng cao của gia đình anh Lai. Theo đó, giun quế, ốc, hến, cá, mỡ trâu, ruột, phế phẩm của các lò mổ được anh sử dụng linh hoạt, phối trộn cùng với cám đậm đặc làm thức ăn cho ba ba. Tùy từng độ tuổi và điều kiện thời tiết, đàn ba ba sẽ được cung cấp lượng thức ăn phù hợp. Với cái ba ba từ 4 tháng tuổi trở đi thì cái tiêu tốn thức ăn nó rơi vào từ 4 đến 6% trọng lượng cơ thể trên một ngày. Như mình tính bình quân, ví dụ như 1 tấn ba ba thì cho ăn từ 40 đến 60 cân là hợp lý trong một ngày. Mình chia thức ăn ra ăn từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ sáng. Cái tập tính con ba ba nó thích yên tĩnh, nó ăn và nó ăn khi cái thời tiết mát. Và một cái điều nữa là cái buổi ban ngày là ruồi muỗi nó rất là nhiều, nó làm ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn, nên vì vậy là mình nên cho ăn vào buổi chiều tối. Kinh nghiệm nuôi ba ba của anh Lai được bồi đắp mỗi ngày. Bạn bè, người quen đến học hỏi và nhờ anh mua con giống ngày một nhiều hơn. Ý tưởng cung cấp con giống chất lượng cao nhen nhóm dần trong anh. Năm 2015, anh Lai quyết định vay mượn gom tiền xây dựng nhà ấp trứng, bể ương nuôi ba ba, đồng thời nhập về con giống bố mẹ chất lượng cao từ trại giống uy tín. Trong nuôi ba ba nó đã là rất là khó, không hề dễ. Thế mà cái làm con giống thì lại cực kỳ khó khăn. Thế là mình đã quyết định mình làm. Thì từ cái khó khăn đấy thì nó cũng có đưa đến cái thành quả và cái thu nhập nó nhất định nó hơn hẳn. Nên mình quyết định mình làm. Để con giống thu được có chất lượng cao nhất, mọi yếu tố đều được anh Lai kiểm soát kỹ lưỡng. Trứng ba ba sau khi đẻ đạt kích cỡ từ 18 đến 22mm, được thu gom ngay và đưa vào khay ấp. Ẩm độ, nhiệt độ của cát được theo dõi thường xuyên. Nhờ đó, tỷ lệ trứng nở tại trang trại của anh Lai lên tới 90%. Với các cái quả trứng là sau khi ba ba đẻ được từ 1 đến 2 ngày là mình phải thu gom luôn. Mình phải thu hoạch luôn và mình phải đưa vào phòng ấp có nhiệt kế. Trong cái nhiệt kế đấy thì để kiểm soát được cái nhiệt kế đấy thì mình phải duy trì được cái độ ẩm từ 75 đến 85%. Và cái nhiệt độ duy trì trong phòng ấp là từ 28 cho đến 32 độ C. Là cái môi trường thuận lợi nhất cho cái trứng ba ba phát triển, thì đủ cái thời gian từ 60 đến 70 ngày thì trứng sẽ lở. Đây là khu vực bể nuôi con giống từ 0 đến 3 tháng tuổi của gia đình anh Lai. Anh cho biết đây là giai đoạn khó nuôi nhất với ba ba, bởi lúc này sức đề kháng của chúng rất yếu. Không chỉ duy trì chất lượng nguồn nước nuôi thả tốt, anh Lai còn đặc biệt quan tâm tới dinh dưỡng cho ba ba. Nhờ chế độ dinh dưỡng và chủng loại thức ăn phù hợp, ba ba của gia đình anh Lai có tỷ lệ sống rất cao, mẫu mã sáng đẹp và khỏe mạnh. Khi ba ba bắt đầu lở trứng ra, 3 ngày đầu là nó vẫn đang sử dụng cái loãn trong cơ thể nó, nên là mình không cần cho ăn trong 3 ngày đầu. Từ ngày thứ tư trở đi cho đến giai đoạn là 3 tháng tuổi thì là cái độ đạm yêu cầu của nó là từ 35% độ đạm cho đến 40% độ đạm. Nên là cái nguồn, nếu như để cái độ đạm đảm bảo như vậy thì bây giờ có thể là, một là nguồn thức ăn bằng giun quế, hai là bằng ấu trùng ruồi nhím đen, ba là dùng cái cám công nghiệp độ đạm cao. Như mình thì mình dùng cái nguồn giun quế là ở đây là nguồn mua nó rất là sẵn. Giá thì nó đắt hơn cái thức ăn thì nó cũng không nhiều. Mà cái đảm bảo của giun quế, cái vệ sinh nó tốt hơn. Con giống sinh trưởng tốt và thích ứng nhanh. Người cung cấp giống lại tận tình tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi thả. Thậm chí là tới tận nơi nếu ba ba gặp sự cố. Đặc biệt nếu khách hàng có nhu cầu, anh Lai sẵn sàng thu mua ba ba thương phẩm cho các nông hộ. Tiếng lành đồn xa, người mua tìm đến cơ sở cung cấp giống của gia đình anh ngày một nhiều. Tôi đây thấy anh Lai, anh có trang trại ba ba giống con, thì tôi thấy chất lượng của anh thì cũng được.
Thì anh tôi xuống đây tôi bắt con giống để về coi như chăn nuôi. Người muốn nuôi thực tế là chưa biết cách nuôi. Tức là con này thì nó rất dễ, nhưng mà nó cũng lại khó vì thực tế là chưa biết cách, là đâm ra là nhiều khi là thất bại, là bà con đâm ra lạ luôn. Nhưng mà nếu mà đến tận các trang trại là người ta tận tâm tận tụy với con ba ba thì người ta sẽ làm cho mình phát triển và theo hướng tích cực đi lên. Trong cái thời gian đầu để mà phục vụ cho bà con là nhiều khi với cái lợi nhuận không hề cao, nhưng mình vẫn phải tận tình, mình đến tận trại để mình chỉ bảo cho người ta nuôi cho nó cái thành công. Khi người ta nuôi có cái thành công thì người ta mới ở với mình được cái bền vững. Đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0, để tiếp cận khách hàng tốt hơn cũng như chia sẻ được nhiều kinh nghiệm với người nuôi ba ba nhất có thể, anh Lai đã xây dựng fanpage, kênh YouTube cho trang trại của mình. Không ngoài cái xu thế, mình cũng theo chung là cái thời đại công nghệ 4.0 và hướng tới là 5.0. Thì mình cũng theo cái xu thế chung thôi. Mình cũng có một chút về cái học hỏi về cái kênh YouTube. Là mình cũng làm YouTube, cũng có một kênh của riêng mình. Và các cái chương trình như fanpage của Facebook hoặc là Zalo, các cái trang thương mại điện tử là mình cũng cố gắng để tiếp cận. Uy tín ngày càng lớn mạnh, anh Lai nhận thấy nếu chỉ nuôi riêng lẻ sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Để giải quyết vấn đề này, anh quyết định liên kết chăn nuôi với 2.500 trang trại vệ tinh, phạm vi từ Đà Nẵng cho đến Móng Cái, Quảng Ninh. Theo đó, ngoài trang trại chăn nuôi thương phẩm, anh lựa chọn các trang trại đạt tiêu chuẩn và chuyển giao quy trình nuôi con giống bố mẹ. Trứng ba ba đạt tiêu chuẩn sẽ được anh thu gom để về ấp. Nhờ cách làm này, nhu cầu con giống và con thương phẩm của đối tác với trang trại của anh sẽ được đáp ứng linh hoạt và hiệu quả nhất. Trang trại của mình đây cung cấp con giống từ 1 ngày tuổi cho đến 7 tháng tuổi. Còn về cái hàng thương phẩm là mình sau khi cấp con giống cho bà con nuôi lên thành thương phẩm thì mình sẽ nhận bao tiêu và thu mua hàng thịt lại. Rồi mình cấp lại cho các cái đầu mối buôn và khách sạn nhà hàng. Và một cái nữa là mình phục vụ thêm cả cái làm thực phẩm cho đám cưới. Các cái nguồn từ tiệc cưới nhà hàng là người ta đặt là mình có thể là làm cùng với cả các anh em đầu bếp là trực tiếp là giao luôn được cả cái thực phẩm đã đưa chỉ việc lên bàn. Không chỉ gây dựng được uy tín, làm thay đổi suy nghĩ của tất cả các thành viên trong gia đình, nhiều năm nay trang trại của anh Lai còn trở thành mô hình điểm của địa phương. Anh cũng là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều nông hộ muốn phát triển kinh tế trang trại trong vùng. Trang trại của anh Lai là trang trại điểm đầu tiên, mà cái mô hình của anh Lai thì rất nhiều các mô hình khác đến học tập và tham quan. Mình thì cũng muốn mà mình bỏ nghề du lịch, mình cũng về làm trang trại để học hỏi anh, mình làm cái quy mô. Anh ấy đã có 5-6 năm kinh nghiệm trước khi làm trang trại này rồi. Tôi rất muốn học tập anh ấy trong việc phát triển nghề ba ba này. Một cái nền tảng gia đình kinh tế ổn định đấy, với thu nhập nói chung là nó cũng đều nó ổn định, bên này no được cho bố mẹ, bên đây no được cho vợ cho con. Đặc biệt theo chia sẻ của anh Lai, hiện có rất nhiều đối tác ở nước ngoài đang làm việc với anh để đặt mua ba ba thương phẩm. Nếu mọi việc thuận lợi, đây sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp nâng cao hơn nữa vị thế của ba ba Việt Nam cũng như giá trị mà chúng mang lại cho các nông hộ chăn nuôi cả nước. Hiện tại bây giờ là mình đang làm việc với một đối tác bên Nhật. Nhưng mà cái yêu cầu khắt khe và cái chỉ số chất lượng của họ là yêu cầu và mình bây giờ đang phải điều chỉnh một chút nữa để hoàn thành được cái yêu cầu của các cái đối tác. Khi mình làm xong được cái việc đấy thì việc xuất khẩu của mình đó là điều đương nhiên. Ai cũng có đam mê và ý tưởng, nhưng biến đam mê và ý tưởng trở thành nghề nghiệp là điều không phải ai cũng có thể làm được. Trong quá trình đó chắc chắn sẽ có va vấp và đánh đổi, nhưng có kiên trì, có trái ngọt. Xin chúc anh Lai với niềm tin và bản lĩnh của mình sẽ thành công hơn nữa trên hành trình đã lựa chọn.